Xin chào tất cả anh em, mình là Chiến. Hôm nay là ngày mùng 1 âm, xin chúc sức khỏe tất cả anh em cùng gia đình có một sức khỏe dồi dào và có nhiều thành công trong công việc. Hôm nay thì mình mới về một chiếc Mido, nó khá là mới và đẹp. Đây là chiếc Mido mới về. Còn những chiếc như thế này thì nó nằm trong cái bộ sưu tập của mình từ trước tới giờ rồi. Và anh em đều biết cái sản phẩm Mido thì mình đã có giới thiệu với anh em một vài lần. Là cái đây là một trong những cái sản phẩm rất là khó bán. Nói thật là khoảng một năm qua thì mình bán được 2 chiếc thôi. Chiếc Mido mới về thì nó còn có nguyên cả hộp này. Nó còn dây thừa này. Táp tiếc này. Đó. Chuyên mục này thì chủ yếu là giới thiệu với anh em về chiếc Mido thôi. Còn Mido thì thực sự nó là một trong những sản phẩm nó rất là khó bán ở thị trường Việt Nam. Thứ nhất là đây là mặt hàng bị làm giả quá là nhiều. Cái thứ hai là về cái thị trường, về độ chơi của anh em, về hiểu biết về Mido thì cũng không được nhiều người chơi và ưa chuộng. Mặt hàng Mido thì nếu mà anh em đã chơi lộng thì anh em biết là Mido là một trong những mặt hàng khá là ưa chuộng tại Thái Lan. Nếu mà anh em có dịp du lịch ở Thái Lan thì anh em có thể tham khảo các con Mido ở Thái Lan. Cái giá cả của nó rất là rát. Và ở thị trường Mido Thái Lan thì người ta ưa thích chơi Mido hơn các cái sản phẩm khác. Mido và Rado ở Thái Lan là người ta rất thích chơi. Nói về chiếc Mido như thế này thì hôm nay mình giới thiệu riêng cùng anh em về chiếc Mido mới này thôi. Bởi vì mình chiếc Mido mới về này nó có khá là cảm xúc đối với mình. Có những chiếc Mido trước thì cũng có một vài phiên thì mình cũng lên lác đác. Nhưng tuy nhiên đó là một trong những cái sản phẩm nó rất là khó bán. Cho nên là tuy nhiên mình cũng thường mình không đi sâu vào. Bởi thực sự là những anh em nào biết sâu về Mido thì sẽ hiểu hơn về mặt hàng Mido ở thị trường Việt Nam. Điều đầu tiên anh em có thể thấy cái size của nó rất là dễ đeo. Cái size của chiếc này nó size khoảng 36. Mặt của nó là mặt hồng tím. Hồng vàng, nó hơi hồng vàng và cái mặt của nó rất là đẹp. Mình zoom nó to để anh em xem. Anh em thấy có các cái hạt đính kim của nó tại các cọc số 1 đến 12 giờ nó rất là đặc biệt. Chữ Mido và Cóc Măng Đô là chữ nổi. Mido Cóc Măng Đô anh em thường dịch nó là đội trưởng. Đây là dòng Ocean Star. Có một điều đặc biệt là anh em nếu mà lưu ý là tiện đây mình sẽ so sánh một vài chiếc Mido. Nếu anh em hôm nay thì mình không mượn được chiếc Mido fake nào. Hôm trước thì mình đã có mượn một chiếc Mido fake vàng và về so sánh cùng với anh em. Tuy nhiên những cái mặt hàng như thế thực ra mình cũng ví dụ như là anh em chơi đồ out thì cũng ít chơi với lại anh em chơi đồ fake, thi thoảng gặp nhau thôi chứ còn thực ra là ít giao lưu. Đây mình sẽ giới thiệu sắc thái của những chiếc Mido, nó hoàn toàn nó là khác nhau. Đây là chiếc mặt chiếc vân xoáy, vân caro xoáy hồng vàng rất là đẹp. Chiếc này đeo lên tay thì cực kỳ là cảm xúc luôn. Lát nữa mình sẽ đi một loạt chiếc Mido, nhưng thực sự hôm nay chiếc này mới về thì mình quá là thích. Rất là đẹp. Đây mình sẽ đi loạt một loạt Mido giới thiệu của anh em. Thực ra cái loạt Mido này thì mình cũng giới thiệu về hôm qua cũng có một anh mua kính đề xuất là lên Mido cho vui. Thực ra là cái Mido rất là khó bán nhưng mà anh em yêu cầu thì mình lên cho vui. Chiếc này thì là cũng là cọc kim và mặt tia hắt từ số 6 lên. Nếu anh em đã chơi quen chơi đồ thì sẽ thấy cái sự khác biệt là giữa những cái cọc kim của những chiếc ao so với lại những chiếc fake. Những chiếc fake anh em nhìn cái cọc kim nó buồn cười lắm. Nhưng mà thực ra ví dụ như anh em mà chơi quen, ví dụ anh em đã cầm con thật thì cầm con giả thì anh em sẽ thấy nó chán luôn. Còn ví dụ như mà anh em mà đã chưa được cầm con thật thì cầm con giả thì nó cũng như thế mà. Đây là một con mặt cát. Anh em nhìn thấy mặt cát sần ở trên này. Các cái đường nét của nó rất là tinh tế, nó khác hẳn so với những chiếc khác. Đây là mặt trắng sứ này. Mỗi một chiếc Mido nó có một cái biểu cảm khác nhau, mặt trắng sứ này. Và máy của nó là 28836F. F ở đây có nghĩa là family. 2836 thì có 2 lịch. Những chiếc nó chạy trên cái nền tảng 2836.
À, chiếc này nó còn nguyên siêu luôn này. Đó. Ví dụ như anh em xem những cái dập chữ Mido ở một vài mặt hàng nó sẽ khác nhau. Đây mở xem cái đáy cho anh em xem. Hôm trước mình có giới thiệu với anh em một con vàng và có mang một con phách để giới thiệu cùng với anh em. Anh em nhìn cái chuyện cái mộc nó khác hẳn nhau, nó rất là rõ nét, sắc nét luôn. Đó. Ngôi sao này, chữ này nghĩa là rất rõ ràng này. Đó. Nhưng mà trên con phách này trông chán đời lắm. Nên là lý do vì sao mình thực ra mình nhiều khi những cái mặt hàng này mình không muốn bán lắm, để bán cho anh em thân quen hoặc là những anh em chưa sâu thì mình hay bán hơn, bởi vì những cái con Mido fake như này anh em biết ở thị trường thì chỉ bán 3 5 triệu. Bây giờ mình lại bán từ 25 đến 30 triệu thì cái giá trị của nó tăng gấp 10 lần so với cái giá trị thường giá thị trường. Và thị trường bây giờ cái Mido fake nó không phải từ bây giờ mà nó từ nhiều năm trước, 2014 2015, Mido này, Anycac này, Senco mặt SK mặt lửa này. Đó thì đồng hồ Nga nữa, đồng hồ Nga bây giờ cũng mặt vẽ khá là nhiều. Những cái mặt hàng mà nó đã vào cái dạng loạn giá rồi thì thực ra là mua bán nó sẽ rất là khó, cho nên là mình thường ít mình show ra. Ví dụ như con này mặt cát rất đẹp. À con này mặt tia H số 6, H số 6 H tia lên. À, bởi vì bản chất là có những thứ thì anh em phải chơi thì mới rõ được, cho nên là nếu mà ai mà trong cái phiên này mình giới thiệu anh em con này thì anh em nếu mà cảm thấy mua nó hợp lý ở những nơi khác thì mình khuyên là nên mua và mình nên ủng hộ những anh em đấy, mua những con 3 triệu 5 triệu ở thị trường rất là nhiều, bán rất là nhiều luôn. Đây ví dụ con này là mới tinh luôn. Nhìn cái phay, cái thép, cái phay nó cũng khác nhau. Đó. Cái nước thép nó cũng rất là khác nhau. Cái dây nó rất là nhuyễn. Đó. Nếu mà những cái dây zin mà anh em chơi thì cái dây nó rất là nhuyễn. Còn ví dụ như anh em mà chơi mà ngay cả những chiếc Mido kia thì cái dây của nó không được nhuyễn, nó rắc này. Anh em cảm tưởng giống như kiểu những con dây zin của Omega hạt gạo hay là những con dây ấy. Dây dây mắt ghép thì cái dây của nó rất là nhuyễn, cái dây zin bao giờ cũng nhuyễn. Nhưng mà cái dây fake ví dụ anh em mua ở thị trường nó một vài trăm, nó trông nó y xì như thế, nhưng mà khi anh em gặp cái dây này nó không được nhuyễn này. Đó. Đó và đặc điểm cái khá là dễ nhận của những chiếc ao fake đây, nó rất là liền lạc, của nó trơn này, trông nó rất là cứng này. Đó anh em trông rất là cứng này đúng không? Đó. Nhưng mà khi mà vào dây này, và nó không có hiện tượng gião nhé. Đó. Nó rất là mềm. Đấy là cái đặc điểm của chơi đồ zin, nó ví dụ nó là như thế. Đây ví dụ như còn những cái chữ ở đáy như này nó chuyện nó rất là nét. Đấy, một trong những sản phẩm nó rất là khó bán. Tuy nhiên hôm qua thì ông anh cũng bảo là thôi lên mấy con Mido cho anh xem con nào nó đẹp thì ấy. Thực ra là những con như này thì nó dao động nó từ 25 triệu đổ lên, con này là mình bán 30 triệu. Con cọc kim mặt cát là 27 triệu. Những con chiếc này thì nó là ở thập kỷ 80 anh em này, còn chiếc này là tái bản năm 2000, khoảng 2007 là 8. Đó là một trong những chiếc tái bản. Đó, còn những chiếc này Mido thập kỷ 80. Cho nên là ví dụ một trong những cái mặt hàng nó rất là khó bán, cho nên là mình cũng thường ít show ra. Nhưng mà thực sự là trước ngày hôm nay mới về nó rất là cảm xúc. Có nhìn thấy cái cọc kim của nó tuyệt vời luôn. Anh em cứ xem một vài video của anh em khác bán Mido ở trên YouTube đấy, anh em cứ thử so sánh, cái đơn giản nhất là cái cọc kim thôi. Thường với cái dễ nhận rất ở cái chữ T-shirt made này đó. Khi mở máy ra anh em sẽ biết được cái sự thật của máy ETA nó là như thế nào. Bởi vì máy ETA 2836 của Trung Quốc cũng sản xuất được, tuy nhiên cái chuyện của nó khác so với những chiếc Thụy Sĩ. Cái việc đấy thì anh em chơi sâu thì sẽ dễ hơn. Vì những cái tính chất mang tính chất sưu tầm, mang những cái tính chất nó ngõ ngách. Ví dụ bây giờ anh em quen chơi Omega Long Zin rồi, nó quá là nhiều để anh em có cái nét so sánh nó rất là dễ. Còn thực ra nét so sánh thì ví dụ mà ông nào mà chơi sâu về những cái món đấy thì có khi bây giờ lại không dám mua. Còn ví dụ anh em nào mới chơi thì lại thích, vì nó là chuộng thương hiệu. Chơi thì nó theo cái hiểu biết và cái túi tiền của mỗi người cơ. Còn ở video này mình chủ yếu là mình giới thiệu cái con hộp này nó đẹp quá.
Công nhận là cái mặt số nó thiết kế rất là độc đáo luôn. Cọc kim. Kim này thì chắc là kim nhân tạo thôi, chứ còn chẳng có kim nhân tạo đấy, chứ còn bây giờ mà vào kim cương xịn thì nghe trường là nó nghe nó không được xuôi lắm. À, bởi vì ngay cả những kim xịn ở trên những con đời mới bây giờ, ví dụ như là Omega hay Rolex, thì họ thường có một cái thẻ riêng, đó là thẻ về kim cương. Nhưng tuy nhiên đó là những cái dòng đời mới thì họ cần có cái chứng nhận như thế, còn những cái dòng xưa thì người ta chưa ra những cái kiểm soát về những cái việc đấy. Như vậy này đúng những chiếc này rất zin. Những cái mặt hàng này được bán tràn lan trên thị trường rất là nhiều, cho nên là anh em có thể tham khảo. Bởi vì độ sắc, độ tinh tế của mỗi chiếc đồng hồ nó trông nó hoàn toàn nó khác biệt nhau. Phải dành cho những người mà chơi tinh tế. Thực ra những con này mua về cũng toàn để tủ, cũng có đeo đâu. 2836, không biết chỉnh lịch kiểu gì. Bởi vì thực ra những chiếc này mình chẳng đeo bao giờ, mình toàn để tủ. Chắc là vẫn 912. 2836 thì như 2824, cơ chế nó nên là 12 giờ trưa, chỉnh hơi lâu. Vâng, video này xin giới thiệu với cùng anh em, mà anh em nào có nhu cầu thì inbox giao lưu cùng với mình là những chiếc Mido này, và cái giá của nó là cái giá là của nó là gấp 9 gấp 10 sau lần với lại cái giá thị trường rồi. Còn anh em có thích rẻ, anh em có một vài lần gọi điện cho mình mà có nói là thích mua Mido Zin, mà thêm Mido Zin thì anh mua thường anh mua khoảng bao nhiêu, khoảng hơn 3 triệu, mà hơn 3 triệu thì em không có cái loại đấy. Thì những con Mido như này thì mình bán giá từ 25 đến 30 triệu. Nó khác biệt với so với thị trường, nó khác biệt là cái gì thì anh em tự tìm hiểu thôi. Còn mình là người bán thì mình cũng hình ảnh thật đây rồi, giá thật đây rồi. Còn mình cũng nói luôn giá của thị trường nó là như thế, 3 đến 5 triệu. Còn Mido của mình nó cũng bình thường, nó cũng chẳng là của mình, nó cũng chẳng là cái gì mà nó quý giá hay như thế nào. Về giá thì anh em tự tìm hiểu, đồ anh em tự tìm hiểu. Những cái này mình không giải thích. Và có phiên kính hôm qua thì mình cũng nói rồi, anh em chơi thì anh em phải biết đồ thì mình vào việc được, còn không biết đồ thì mình có nói hay nói tốt hay đồ âu đồ xịn hay là như nào thì việc đấy nó cũng là vô nghĩa đấy. Cho nên là ví dụ như người biết việc thì vào việc nó dễ, người không biết việc thì thôi mình bỏ qua, mình làm những cái việc khác nó nhẹ nhàng, nó rảnh đầu hơn. Vâng, xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và thành công. Xin cảm ơn.